mỗi một lần như là dán một bộ thôi. Một bộ thôi, chọn một bộ lớn nhất, mạnh nhất để dán nha. Rồi phối hợp là làm sao nữa hả? Nó cái phối hợp là chung, một tay bên này là sử dụng 13 nguyệt, một tay bên kia là cái phối hợp phương pháp mấy đó, là một lần luôn. Rồi chúng ta có huyệt tội quan và công tôn. Thì tôi nhắc lại, huyệt công tôn là chúng ta nhắm chừng nơi cái đỉnh cao của cái xương ngón chân cái này, nơi đỉnh cao chúng ta kéo thẳng một đường làn da trắng đỏ này, à, khoảng hai thốn thì chúng ta gặp cái sụn, trước cái sụn có chút xíu chúng ta dán vô một cái, dán ngay cái sụn cũng được nè, cũng lấy ăn luôn nha. Rồi từ cái sụn này chúng ta kéo lên, có thẳng lên khoảng một thốn như vậy nữa thôi, thì chúng ta gặp một cái sụn nữa, cái sụn đó là huyệt nhiên cốc vừa mới học, tức là huyệt vinh của kinh thận, dũng tuyền nhiên cốc nè. Chứ đừng có nhầm lẫn, nhưng đừng có nhầm lẫn là cái huyệt công tôn này là cái huyệt nhiên cốc nha, ý tôi muốn nói là như vậy nha. Tại vì nó thuộc về kỳ kinh bắt mạch rất là quan trọng, nó phối hợp với nội quan và công tôn, thì nó đừng nhầm với huyệt nhiên cốc ở đây. Huyệt nhiên cốc ở đây nó xa lắm nha, huyệt đây nó gần hơn, tức là từ đây đi lên hai đốt ngón tay. Rồi bây giờ chúng ta tiếp nè. Rồi bây giờ chúng ta tiếp, chúng ta sẽ sử dụng cái huyệt của ba kinh dương, đúng không? Thì nó sẽ có cái huyệt khích vừa rồi chúng ta đã học của kinh đại trường. Huyệt khích tức là huyệt ôn lưu. Huyệt ôn lưu á là huyệt thẳng ngón tay, tay trỏ. Thấy chưa? Với huyệt khúc trì nè, thì đoạn này ở nơi lần chỉ của khuỷu tay và cổ tay, chúng ta lấy chính giữa, đúng không? Chúng ta lấy chính giữa, rồi chúng ta kéo thẳng ra cái phía bờ xương nè, chúng ta đo xuống một đốt ngón tay, tức là huyệt ôn lưu, huyệt khích cổ kinh. Chị cứ dán thì những cái này ngay. Rồi chưa, huyệt khích. Sau đó rồi chúng ta có huyệt từ chỗ, tức là huyệt ngoại quan đó, từ chỗ cổ tay lên hai đốt ngón tay, huyệt ngoại quan, được chưa? Rồi ở bên cái ngón tay út, tức là kinh tiểu trường đó, thì ngang với lại cái huyệt ôn lưu vừa rồi, tức là huyệt khích, nó là huyệt lạc của kinh tiểu trường, tức là huyệt, để tôi coi cái. Huyệt khích của nó là huyệt dưỡng lão, huyệt lạc của nó là chi chánh, huyệt chi chánh tức là huyệt lạc của kinh tiểu trường, chi chánh dạ, huyệt lạc của kinh tiểu trường. Nhớ nha, cái cách điểm huyệt đó là cái khoảng này là 12 thốn, chúng ta lấy chính giữa là 6, lùi xuống một thốn, kéo ra hai bên, một bên là ôn lưu, một bên là chi chắn, cũng dễ nhớ phải không? Kéo ra hai bên là có hai huyệt liền ngang nhau, cũng là năm thốn, tính từ ở chỗ trên xuống, nhớ nha. Rồi thì như vậy cái bộ thử của chúng ta ở bên tay chúng ta dán 13 huyệt, ở bên kia chúng ta dán 4 huyệt ở tay, một cái ở âm, một cái ở bên trong, ba cái bên ngoài, rồi một cái ở dưới chân là huyệt công tôn, phối hợp với nội quan và công tôn. Các chị cứ dán để tự mình coi mặt lấy và chọn một bộ mạnh nhất giữa hai bộ thổ và thử. Chúng ta áp dụng một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ, các chị cứ áp dụng đi ha. Mà em cứ bắt trước có được thầy ơi, làm sao hả? Thầy vẽ cho em về bắt mạch cái chỗ nào chứ sao bắt sao thấy nó rộng quá. Đi này anh cứ tức là chọn giùm bộ nào phải không? Thì không tự nhiên thôi, thầy cứ quan sát chỗ để cái thốn quan sát ở chỗ nào thì bây giờ thầy đã quan sát. Đây nha, tôi chỉ chấm một cái thôi, là thốn thôi nha. Thì cái hai cái ngón tiếp theo nó sẽ là quan sức nha. Cái
tức là nó ngay cái làm giữa của cái nó như thế này nè, nó như thế này nè cho chị, nó như thế này. Cái bờ này nó sẽ nằm ngang với lại cái lằn chỉ này, nó tạo thành một đường đường thẳng. Dạ, thì như vậy là cái bờ này, cái bờ này nó sẽ nằm ngang với lại cái lằn chỉ này. Cái lằn chỉ này và cái bờ này nó tạo thành một đường thẳng. Đó là bộ thốn. Nhớ ngửa tay này lên nha. Thầy không hiểu thầy. Đây nè, cái lằn chỉ nè, thì cái điểm của nó, bộ thốn nè, nằm dưới nè. Yeah. À, bộ thổ à. Mấy cái